Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu của cả cảng biển trong cả nước, trong đó có cảng Chân Mây. Nhiều giải pháp đã được đơn vị tích cực triển khai để đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cảng. Thời gian qua, cảng đã có những biện pháp phối hợp tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng, góp phần duy trì sản xuất kinh doanh cũng như phát triển kinh tế của tỉnh. Cảng đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tổ chức triển khai hiệu quả các phương án phòng chống dịch tại cảng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành tại cửa khẩu cảng Chân Mây, trong đó bám sát vào quy trình từ khâu tiếp nhận thông báo tàu đến khi tàu đến phao số 0 và tàu cập cảng làm hàng đến khi tàu rời cảng Chân Mây, đảm bảo đúng các quy trình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quá trình làm việc, phòng giám sát chặt chẽ các đối tượng thường xuyên lên xuống tàu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các yếu tố công tác phòng dịch, không cho dịch bệnh vào khu vực cửa khẩu cảng biển, cũng giống như trên địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phụ trách. Chúng tôi là đã triển khai ở cổng an ninh là ít nhất là phải đeo khẩu trang trước khi vào làm việc. Cái thứ hai nữa là chúng tôi kiểm tra thân nhiệt, cho tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt và làm các cái khai báo y tế. Và khi đi vào ở trong khu vực tiếp cận ở khu vực này thì chúng tôi phải yêu cầu là làm việc thì là phải đúng cái vị trí và cái khoảng cách, cũng như là nếu như có thao tác hoặc là tác nghiệp ở khu vực tàu thuyền ở tàu hoặc là những cái khu vực mà có nguy cơ thì là chúng tôi cũng là yêu cầu thực hiện các cái chỉ dẫn của bên Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế, ví dụ như là phải trang bị thêm áo quần bảo hộ hoặc là sát khuẩn hoặc là rửa tay. Từ tháng 2 đến nay, cảng Chân Mây đã đón 24 tàu cập cảng với 22 tàu hàng và 2 tàu du lịch. Hàng hóa nhập khẩu là than đá, nhựa đường và hàng xuất khẩu là dăm gỗ, clinker. Hiện nay, cảng Chân Mây tạm thời không đón các tàu du lịch biển cập bến để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan. Đối với tàu hàng, đơn vị phối hợp cùng Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành kiểm dịch cho tàu ngay từ trạm Hoa Tiêu và cấm tất cả các thuyền viên đi lên bờ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình bốc xếp hàng hóa. Trong trường hợp thuyền viên có biểu hiện nhiễm hoặc phơi nhiễm sẽ thực hiện cách ly trên tàu, không cho toàn bộ thuyền viên lên bờ và cảng để phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền kịp thời xử lý, không gây phát tán dịch ra bên ngoài. Thực chất thì nó cũng chả mất thời gian nhiều, nhưng cái đó là những cái mình cần phải thực hiện để cho đảm bảo cho công việc, thứ hai nữa là đảm bảo vì cái lợi ích chung của cộng đồng thôi. Và tính tới thời điểm này thì các cái hoạt động xuất nhập qua cảng Chân Mây thì vẫn là đang diễn ra bình thường, tuy có chậm hơn so với trước đây. Các cái biện pháp để đảm bảo cho là hoạt động được là diễn ra trong cái bối cảnh là an toàn và là cũng đảm bảo được cái hàng hóa xuất nhập cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng trong quý 1 năm 2020 đạt gần 600.000 tấn, chỉ giảm nhẹ dưới 10% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cảng biển trên nguyên tắc tạo thuận lợi, đã góp phần đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh.